Nghi án sát hại người yêu tại kiosk bán cá. Chiều ngày 28 tháng 7, một vụ án mạng xảy ra tại một kiosk nằm trên địa bàn khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, Bình Dương. Các nhân chứng cho biết, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, họ nghe tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ bán cá trong một kiosk nằm trên đường D1, phường An Thạnh, thành phố Thuận An. Nhiều người đến nơi thì phát hiện người phụ nữ bị đâm nhiều nhát vào người, có vết cắt ở cổ. Cùng lúc đó, các nhân chứng thấy bốn người đàn ông đi trên hai xe gắn máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp nhưng không qua khỏi. Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là chị MTL, sinh năm 1989, quê Hậu Giang. Còn nghi phạm trực tiếp đâm chết chị L là người yêu của chị, cùng quê tỉnh Hậu Giang. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Hiện nghi phạm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và cơ quan công an đang ráo riết truy bắt.